Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc PR. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phúc. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số phần cơ bản hướng đối tượng trong sử dụng Kotlin. Chúng ta sẽ tìm hiểu về class và object và làm thế nào để sử dụng object. Định nghĩa của hướng đối tượng: lớp là một bản thiết kế của một thực thể theo thời gian, và object là trạng thái hiện tại của class đó, bao gồm cả hành vi. Ví dụ ta có một lớp car. Lớp car này có định dạng chung là 4 bánh, có khung, này, có gầm và kính. Đối với các object thuộc lớp car này đều có các điểm chung như vậy, nhưng ở từng thời điểm khác nhau thì các object này có hành vi khác nhau. Ví dụ, object 1, 3 không có thay đổi gì cả, giữ nguyên ngoại hình và chiều hướng. Nhưng với object 2, 4 thì thay đổi ngoại hình, và object 2 còn có thay đổi chiều hướng chạy. Thì tùy vào từng thời điểm, tùy vào từng giai đoạn, các object có sự thay đổi về mặt hành vi và trạng thái. Trong Kotlin, class bao gồm phần header và phần body được bọc bởi dấu hoặc giống như Java. Kotlin cũng cho phép tạo nhiều đối tượng trong một class, và bạn cũng có thể sử dụng các class con và hàm của nó. Chúng ta có thể kiểm soát việc hiển thị các biến thành viên của lớp bằng cách sử dụng một số keyword sẽ học ở bài sau. Trong bài này chúng ta sẽ tạo một class và đối tượng của nó, sau đó chúng ta sẽ chi vấn vào các dữ liệu mà lớp đó lưu trữ. Ở lớp myClass này thì mình sẽ cung cấp sẵn là hai thuộc tính là name và age. Sau đó mình sẽ cung cấp một hành vi là in các thuộc tính ra màn hình. Ở hàm main ta tiến hành khai báo một object thuộc lớp myClass. Và sử dụng các phương thức ở trong lớp myClass này là readme. Ok, bây giờ chúng ta thử tạo thêm một object B nữa và thử thay đổi một tí thông tin của nó và in ra màn hình coi xem sao. Ở object B này mình không có muốn nó là dùng tên là Nick Seven và tuổi là 21 nữa. Mình đổi lại là name là Nguyễn Phúc và tuổi là 18. Và mình in nó ra. Các bạn có thể thấy object A và B đều thuộc lớp là myClass, nhưng trạng thái của nó là khác nhau, một người là 21 tuổi, một người là 18 tuổi. Tiếp theo là lớp lồng nhau, tiếng Anh là snedlat. Theo định nghĩa, khi một lớp được tạo ra ở bên trong lớp khác thì nó được gọi là lớp lồng nhau. Trong Kotlin, lớp lồng nhau theo mặc định là sẽ tính, do đó có thể được truy xuất hoặc truy cập mà không cần tạo bất kỳ đối tượng nào của lớp đó. Bây giờ mình sẽ chi vấn vào lớp full của netclass thông qua lớp myclass, nhưng mình sẽ không khởi tạo lớp myclass này. Lưu ý việc khởi tạo một lớp là sử dụng dấu ngoặc tròn trước cái tên của cái lớp đó. Cuối cùng là lớp lồng nhau, tiếng Anh được gọi là inner class. Khi lớp lồng nhau có khai báo thêm từ inner, vậy là chúng ta gọi nó là lớp bên trong. Lớp bên trong này có thể chi vấn các dữ liệu con từ lớp bên ngoài. Bây giờ mình sẽ thử lấy biến name từ lớp myClass bên ngoài. Các bạn thấy đó, việc lấy là hoàn toàn được. Đối với lớp netclass, khi bạn lấy cái biến name thì không được. Bây giờ ta tiến hành khai báo hàm full của inner class. Thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đối với inner class thì các bạn phải khai báo biến myClass trước, sau đó mới truy xuất vào bên trong được. Nó sẽ khác với
NetClass là không cần khai báo. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký cho kênh của mình. Còn các bạn nào có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới hoặc gửi email cho mình sẽ trả lời tất cả các bạn.